kênh, nhưng bây giờ chị nói chúng mình là Hồng Ngọc. Lý do sao Hồng Ngọc dân đồng ý là trái tim tấm lòng Hồng Ngọc là sẽ hướng về anh Năm, thương anh Năm, thì dân lên cho anh Năm những cái hoa này hoa nọ về những cái điều tốt anh Năm, thì anh Năm phải độ giống như vậy thôi. Chị thương em thì em thương chị, thì bây giờ cái người mất cũng vậy, thì anh Năm sẽ không, anh Năm sẽ không có hiện về như những cái người mà Rama, nhưng mà anh Năm sẽ phù hộ. Yeah. Tất cả ở đâu kêu yêu cầu gọi tên anh Năm là anh Năm sẽ đến nha. Anh Năm sẽ đến, anh Năm sẽ phù hộ. Thì Hồng Ngọc sẽ làm ăn nên làm ra, làm đặng. Đó thì cái gì cũng vậy, phải có thực mới dựng được đạo. Thì Hồng Ngọc phải làm phát triển công việc gì, hoặc là kinh doanh cái gì, hoặc là bất cứ làm cái việc gì thì sẽ làm đạt. Giống như gọi anh Năm ơi bây giờ, hay là cậu Năm ơi giờ phù hộ cho em, cho em làm được này kia nọ, thì em sẽ dâng lên em tạ lễ cho anh. Em dâng cho anh Năm lễ, dù em dâng cho anh một cặp rồng, hay là em dâng cho anh một cặp phụng gì đó, hay là giống như chị hay là chị Hồng Đào gì nói giờ anh phù hộ cho em có cái son đi làm công việc ca hát, em thuận lợi bình an lợi lạc, được khán giả yêu mến được một phần ngàn giống như của anh thôi, là em được cái duyên như vậy là em là hạnh phúc rồi. Thì bây giờ mình cầu được ước thấy, thì giờ chị giống như chị dâng anh Năm cặp trời đó, là anh nghe hết, tại vì anh ở, anh bay khắp mười phương. Dạ. Chứ không phải là anh ở một chỗ này đây. Một chỗ này đây là để cái chỗ cứ ngủ của anh. Dạ. Anh ngủ ở đây. Dạ. Nhưng mà nếu mà nói mà anh bay khắp mười phương, còn trên gần thế giới, dạ, ở đâu cần anh thì anh sẽ đến. Ở đâu thương yêu anh thì anh sẽ đến. Dạ. Dạ. À, chị gắn bó với cầu Năm Vũ Linh lâu chưa chị? Mấy mươi năm. Mấy mươi năm. Dạ. Năm 90 mấy, năm 93, 94. Dạ. Nhớ là Tăng Cường nữa. Chị biết, dạ, từ nó có cái duyên là từ đó. Dạ. Là chị hát chung với cầu Năm hay sao chị? Chị Tăng Cường, anh xuống đòn. À. Giờ nếu như mà em, cái thời gian của em mà ít có lưu tế, các em có thể là tụng kinh địa tạng tại nhà. Dạ, hồi sinh hồi hướng cầu Năm có một tấm hình. Dạ, có, dạ, em quả một tấm lớn luôn. Rồi em cứ ngồi đó, em tịnh, em gọi tên, gọi pháp danh. Quả một tấm lớn luôn á. Được thì nói chung, dạ chị nói rồi, đâu phải là. Dạ. Thực tế thì dù mình lên đây là chỉ thực tế thôi. Dạ. Tại đây. Dạ. Đó là cái hiếu kỳ của mọi người, của các bạn người xưa. Dạ. Chứ chứ giờ em thấy bà con ở nước ngoài đó, người ta có về được đâu. Dạ, dạ. Thì người ta cũng, dạ, cầu nguyện ở ngoài, giống như 100 ngày á, dạ, Vũ Lưng á. Rồi anh Vũ Lưng nè, rồi chị Ngọc Quyền, dạ, rồi Bình Tinh này kia nọ đó, dạ, cũng ở ngoài chùa ngoại cũng làm, dạ, một cúng thất 100 ngày cho anh đó. Dạ. Dạ. Anh cũng được thôi, ở đâu nói chung là bây giờ anh bay khắp mọi phương. Bây giờ em thích nghe, em rất là cảm ơn những cái lời như chị Phương Hồng đó, hay chị Phương Hồng đã nói. Tại vì cái này là cái gì, khi em tuy rằng em quy y nay hơn năm rồi, nhưng mà Phật pháp em còn rất là kém, tại vì em có chưa có thời gian đó, cơm áo gạo tiền thì chưa có thời gian ngồi để mà em tìm hiểu nhiều. Ở trên của em thì mấy cô cũng chỉ cho em nhiều cái lắm, cái cách đọc và cách như thế nào cũng chỉ dạy cho em đó. Thì sắp tới đây thì có thể là em sẽ ít lui tới cậu đó, giãn ra bớt đó. Thì em đã có quả cái tấm hình của cậu, và quả trước cái sau bữa ngày 49 rồi. Hiện tại bây giờ đó là em lúc nào đi tới về là tuy rằng chưa có làm bát nhang đó, nhưng mà vẫn có cái hình của cậu, với là mấy cái hình nhỏ nhỏ lúc nào cũng trong bóp em, giống như đi đâu là cũng có mong cậu Năm. Thì không cần phải làm bát nhang, tại vì chị nói em nghe, tại vì mình còn gia đình mình nữa. À, mình không còn làm bát nhang hay chị nữa. Yeah. Còn gia đình, còn ông bà cha mẹ mình nữa, thì mình không nên làm bát nhang. Đó là cái đó là thật sự là không nên. Dạ, không nên chị. Mà chị nói em là khi cái người quá cố rồi đó, thì cái hương hồn, cái tâm linh ở đâu nó cũng trái tim. Giống như Phật thì ở đâu thì Phật phải chợ trong tâm mình không? Tại vì giờ em, chị hỏi em có nhẹ, có nhẹ thì cho nên mình không cần phải bắt nhang. Dạ, em không cần phải bắt nhang chị ha. Vậy cái tâm của mình giống như là có bức hình của cậu, rồi sau đó mới mà em có muốn tụng kinh địa tạng để em xin hồi hướng cho cậu, thì em chỉ có tụng kinh xong rồi xin hồi hướng thôi, chứ không cần phải đốt nhang. Thì bây giờ em cứ nguyện vậy nè, giống như giờ cậu Năm ơi, con tên gì, họ gì, con bao nhiêu tuổi. Dạ. Thì bây giờ con cũng làm bên YouTube đi nè. Dạ. Thì nó
nói chung từ ngày cậu mất tới giờ thì con thương cậu, con quý cậu thì con mới bắt đầu khởi hành con làm. Thì bây giờ là cậu đã hơn 100 ngày rồi, con đã đến với cậu làm hơn 100 ngày rồi. Thì bây giờ vì công ăn việc làm, vì cơm cái tiền, vì hoàn cảnh gì đó, con sẽ không có thường xuyên tới lui với cậu được. Nhưng mà thỉnh thoảng con sẽ đến. Nhưng mà lúc nào trái tim, tấm lòng của con cũng hướng về cậu. Thì hương hồn cậu sống khôn nhất thiên. Cậu còn sống, cậu rất thương mọi người. Thì bây giờ con cũng vậy, con xin hồi hướng về cậu. Bây giờ con ở tại căn nhà trọ. Thì con, cái kinh tế con có chật hẹp. Thì bây giờ con còn cha mà mẹ, gia đình của con không thể làm bắt ngang được. Bắt ngang không phải ai muốn làm đâu em. Bắt ngang là thứ nhất là em phải lên tới gia đình của người ta. Em phải xin bắt ngang, em phải xin cái cho. Nhưng mà không nên, tại mình còn gia đình mình. Thì mình không thể làm điều đó được. Mình còn cha mẹ, gia đình mình không làm điều đó được. Trái tim tấm lòng, bây giờ con xin gửi tấm hình đây. Thì con xin hướng về cậu. Con sẽ, ví dụ ngày nào con chú để đi cho cậu được, hoặc là kinh nghiệm tạng gì đó. Thì con xin hướng cậu về nơi này cậu Phật. Cậu đã về cậu Phật rồi, cậu về cõi tiên rồi. Thì cậu giao hộ nội điện cho con. Và con có được cái sức khỏe để con mới. Con có sức khỏe thì con mới làm được. Con làm xin chân thành cảm ơn rất nhiều với chương trình trên kênh. Và em xin cảm ơn chị Phương Hồng rất nhiều nha. Sáng hôm nay thì đủ duyên lắm luôn á. Em tại nghĩa trang Hoa Dương Liên là tại mộ của Hồ Vũ Linh. Thì em cũng đã nghe rất là nhiều lời chỉ đạo của chị. Thì em xin lời vừa rồi cũng là lời của chị Phương Hồng. Lời Phương Hồng, chị Phương Hồng, lời của chị Phương Hồng người gửi đến quý vị khán giả, cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng như là Bình Tân, nói chung là người nhà. Video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực là video tiếp theo cho các chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hằng ai chào tạm biệt. Bữa nay khá tên khá là đông các bạn.